Rồi tiếp theo nha, tiếp tục. Bây giờ tôi sẽ ví dụ tôi muốn viết một cái bài viết là giấy dán tôi Hàn Quốc giá rẻ cho website là này. Tôi đầu tiên tôi search xong tôi sẽ kiếm những cái thằng nào mà nó viết bài hay để tôi lấy. Tuy nó lên top nhưng mà nó viết không hay cũng bỏ luôn. Tôi viết ngắn quá lên top viết ngắn tại vì nó mình có một mình nó viết. Nội dung cũng có một mình nó thôi thì nó lên top chắc chắn rồi. Mình cướp theo nó là mình không nên cướp, mình sẽ bỏ qua, mình sẽ viết lại cái bài khác. Nội dung mình rõ ràng hơn, nội dung mình hay hơn, nội dung mình chi tiết hơn. Mình sẽ vượt qua nó liền cái chán 100%, đúng không? Nó ví dụ như là bài, mình thấy bài này. Bài này thằng này nó lên top đầu tiên nhưng mà nó ok nhưng mà nó lại thiếu một lục mà. Nó thiếu một lục, mình viết bài có một lục chắc chắn mình sẽ ngon hơn nó. Đó. Nó viết bài đầy đủ hình ảnh các kiểu ok, đầy đủ không? Nhưng một lục nó không có, không có một lục. Đúng không? Hình ảnh nó có mà một lục nó không có. Rồi bây giờ mình sẽ viết lại qua bài mới có một lục. Với cái chỗ này á là nó viết nhưng mà cái chỗ mà cái giá của nó đó nó lại để chữ để hình. Hình Google quét qua nó không đọc được cái này. Nó không biết nếu như cái này mà có tìm về giá thì Google quét ra không được đâu. Cái giá này mình nên làm một cái test luôn. Đúng không? Đó. Nào một lục đó. Đúng rồi nó. Rồi. Đúng rồi nó. Giờ mình kiếm vô bài đây, một bài đó mình tham khảo thôi. Ví dụ như là kiếm bài này. Bài này. Mình kiếm hai ba bài mình tham khảo coi cách viết như thế nào, nội dung nó có hay hơn. Bài la đấy chứ đây. Đây. Đây một lục của nó có nè. La lên nè, giấy dán tường Hàn Quốc. Giấy dán tường Hàn Quốc đăng ký phòng ngủ giá bao nhiêu tiền 1 m² nè. Nè, vô bài này nè, bài la nè. Đó. Nè, bài này là bài good nè. Chị đó, không? Rồi, bây giờ mình sẽ đây qua. Nhưng mà dưới đây mình thấy là dưới đây nó liên hệ ở dưới mỗi bài viết nó có là liên hệ hôm nay. Cái chỗ này thì mình làm luôn. Nếu mình làm được là bỏ liên hệ mình vô đây luôn. Nhưng mà cái liên hệ đây mình nên làm trong cái US lock mình chèn vô chứ đừng có nên để đây, tại vì nếu mình để đây thì nó sẽ mai mốt mình lỡ mình có đổi số điện thoại hay mình đổi địa chỉ gì đó thì mình vô từng cái mình sửa cực lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ đó. Rồi, giả sử nội dung ok hết rồi, giả sử nội dung ok hết rồi thì mình sẽ viết như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ vào bản tin. Rồi vào đây thì để viết bài thì mình phải có một cái login, những cái login cần thiết để viết bài. Login thứ nhất, bài login phải cài. Ở đây tôi cài sẵn rồi mình không quan tâm, còn nếu như mình làm một cái WordPress mới đi thì mình phải có bài login này đi kèm theo để mình hỗ trợ mình công việc viết bài. Login thứ nhất là login WPAcha. Login thứ hai, login yourself. Excel Pentium nha, hiện tại bản của tôi đang xài là bản 15.5, sau này có năng lên thì tôi sẽ share lên cho bạn. Login thứ ba là login EC Table of Contents là login để làm một lục. Đó, login WPAcha là login để mà khi mà mình copy, nếu mình lỡ mình copy bài của người khác thì cái hình tự động nó chui vô cái hệ thống web của mình luôn chứ không cái hình nó không nằm ở web người ta. Và cái Google Excel này á, là nhiệm vụ đó để là mình nhập từ khóa và mình check cái audio. Rồi cái login mà WPAcha đây thì khi mình cài vô, mình vô đây sẽ có một cái chỗ cho mình cấu hình để mà mình chỗ lúc mình tắt cái thằng bộ HTML tất cả rồi đó. Rồi nút đăng bài bật lên, nhân bản bài viết bật lên luôn. Nếu mà muốn cấm sao chép bật lên không thôi. Đó, rồi cái phần hình ảnh nè, quan trọng nè. Tự động lưu ảnh vào bài viết bật lên. Xeo ảnh vào bài viết. Thì ở đây á, thì mình nên làm chỉ tin mới hoặc tất cả thì cũng được. Mà tất cả đi, nó sẽ tự động lưu. Copy ảnh từ website người khác, tự động lưu vào website luôn. Tự động đặt ảnh đại diện, audio hình ảnh luôn. Đó, lưu như đây thôi. Rồi phần WPAcha. Phần thứ hai đó là mình cần ấy nữa là login, sau khi mình cài vô là login table content. Đó.
Ở đây tôi cài sẵn cho các bạn luôn nên bạn không cần phải quan tâm. Rồi, bên tay ở đây là mình sẽ tin. Rồi, enable support nè. Support cho bài viết và support cho sản phẩm portfolio. Đó, auto insert bài viết, sản phẩm portfolio. Rồi, header là nội dung bài viết hay để cho mục lục cũng được. Rồi, sau đó mình mới lưu lại. Đó là win. Và để cài được cái win này á, thì mình chỉ cần mình vô cài mới, mình tìm tên. Mình tìm thôi. Login này là những login miễn phí. Có login gió sale là login trả phí thôi. Còn những hai login còn lại WPS tra và login EC Tower of Content là login miễn phí trên thư viện. Cứ cần tìm thôi. Ví dụ mình tìm WPS tra ở chỗ ở đây thì sẽ ra danh sách cái WPS tra của mình. Mình cài vô. Đó. Cái thứ hai là tao bỏ content, mình cũng vậy thôi, tao bỏ content xong mình cài vô thôi, để bấm cài xong kích hoạt. Tao bỏ content cũng vậy, cài xong kích hoạt. Do sale thì cũng có miễn phí trên này luôn, bấm vô cài vô kích hoạt, nhưng mà có các bạn trả phí của tôi share trên cái mục thư mục login nha. Thư mục login tôi share lên ở đây, hồi tôi gửi lên cho các bạn luôn nha. Đó là những cái đó mình cần thiết để mình cài. Rồi đó, rồi sau đó là mình có đủ cái công cụ rồi mới thành viết vô một viết bài mới. Ở đây mình nói viết cái bài này giấy hàng tuần Hàn Quốc đây, viết bài này, mình chọn cái bài này ha. Rồi dán vô. Đó. Rồi copy nội dung vô. Dùng nội dung đáng lẽ này, chung là nội dung đây là mình nói là đã ok rồi nghe. Nội dung là đã ok rồi nghe. Tới đây thôi. Dán vô. Đó. Dán vô xong rồi, khi mình copy của người ta thì có những link của người ta bên này thì mình còn Corona nè. Corona ở đây nó sẽ có một cái số đường dẫn. Corona xong mình xóa hết đường dẫn nha. Rồi xóa đường dẫn xong rồi á, thì bây giờ tiếp tục mục lục đây mình không cần. Mục lục đây thì mình sẽ làm lại. Đó. Đầu tiên mình sẽ làm nội dung trước nha. Nội dung là làm mục lục trước. Mình cho nó xác vào trước. Mà chưa được mình làm nha, mình làm lại, mình copy của người ta thì mình copy qua nó bị lỗi thì mình phải làm lại rồi. Ví dụ là xong cái phần chỉnh rồi nha, rồi tiếp theo mình làm mục lục. Mục lục á thì tiêu đề đây, tiêu đề nha, tiêu đề đây, cái này mục lục tiêu đề 2, cái này á là H1 rồi, thì con của nó là H2, rồi cái này H2. Nếu như mình có thêm mục lục con nữa, có nội dung con nữa thì là H3 nha. Cái này nội dung này ngang với nội dung này là H2. Tiếp theo nội dung này cũng vậy, ngang với nội dung này H2, đây cũng vậy H2. Cái nào là mục lục á, tiêu đề là mục lục chứ để H2. Còn nếu như là bên trong đó, nội dung đó có con nữa thì H3, con nữa là H4, con nữa H5, con nữa H6, con nữa H7, mình làm con vô trong. Đó, rồi nó. Nhưng cái này đây, cái này thì mình có thể là đưa cái nội dung của website mình vô. Đó, sau khi mình xong rồi đúng không? Thì đây không có hình ảnh nè, mình copy qua nó không có hình ảnh nè. Copy qua nó không có màn hình đâu.
bên đây copy qua nó không chịu an hình, nó không chịu an đâu, đúng không nè? Web này copy nó không cho an hình, đúng không nè? Rõ ràng. Copy lại lần nữa coi, copy qua nó không an hình, rõ ràng. Copy lại nha, sau đó delete này, không an hình luôn, nó không an hình, nó không an hình. Nó màn hình thì mình phải phải đào hình về thôi chứ không cách nào, đúng không? Mình sẽ xem hình về nè. Nó màn hình phải sẽ xem hình về thôi. Rồi có sao mình copy về màn hình nó không cho co, không cho cấp qua thì mình là xeo về sau mình đính kèm vô ha. Đính kèm vô, ví dụ ở đây mình đính kèm đây đi. Mình thêm đây nè. Rồi xong mà tải file lên, chọn tập tin. Đây. Rồi sau đây hình này mình có thể chỉnh sửa lại cho nó kích thước nó như thế nào đó, đầy đủ hay gì đó, thước ở đây, chính giữa nè. Rồi chỗ đây là mình lấy cái văn bản thay thế phải có. Văn bản thay thế phải có ha, văn bản thay thế chính là cái từ khóa, keyword của mình. Giúp tôi đây, chú thích cũng vậy, em vô, đó, cập nhật. Nó tương tự vậy mình bỏ những cái hình khác còn lại vô đây. Nhất. Rồi tiếp tục á, mình bỏ tiếp vô thêm đây nè, tải hai lên tiếp, tải tiếp cái hình thứ hai cũng vậy. Nói mà bạn thấy đây mình nhập ở đây cũng được, nói chèn vô. Rồi sau khi mình bỏ bài vô mình thôi, mình đang coi thử còn cái phần audio mình tính sao ấy, mình sẽ sửa sao. Bây giờ mình sẽ sửa sao. Đâu thấy đâu, mình đang là logo hết mà đâu thấy được. Đó, rồi đây mình review, review bài lên ha. Mình review, review bài lên. Rồi sau khi mình biết xong rồi mình lấy nào rồi cái nào mục lục mình vô kê ha, cái này đang thuộc vô nè, cái này đang thuộc vô thì mình có thể sửa lại ha. Đó. Đó, cái 6.1 này là đó. Cái này là tiêu đề 2. Đó. Tính dễ đọc có cần cải thiện, tính dễ đọc có thể mình bỏ qua được, nhưng mà phần audio mình phải sửa lại ha. Audio thì mình sẽ sửa lại, để mà sửa lại audio nó ok thì mình sẽ sửa. Đầu tiên là đây, đối với bài này thì mong muốn cái từ khóa của mình lên, từ khóa thì mong muốn từ khóa là giá bao nhiêu tiền nè, đúng không, giá bao nhiêu tiền nè, giấy dán tường Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền, mình muốn tôi muốn lên top từ khóa giấy dán tường Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền nha, giấy dán tường Hàn Quốc. Tôi muốn sell từ khóa giấy dán tường Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền, tụm từ khóa chính của tôi giấy dán tường Hàn Quốc cộng thêm cái giá bao nhiêu tiền nữa, giá bao nhiêu tiền. Rồi cộng thêm giá bao nhiêu tiền nữa nè, giá bao nhiêu tiền khỏi 1 mét giá bao nhiêu tiền cũng rồi.
giá bao nhiêu tiền nè, giấy dán tôn Hàn Quốc nè. Ví dụ tôi thuộc khóa chính đó, tôi giấy tờ quốc giá bao nhiêu tiền đó. Rồi sau đó thì tôi mới coi là đường dẫn của tôi là dày tiêu đề là dày rồi. Để mô tả, để mô tả thì phải chưa có chứa cái để mô tả phải phải có chứa từ khóa ha. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái này, lấy cái này là mô tả ha. Em vô đây đó, thì tôi lấy cái khúc rồi đây, đây vô đây thôi, ít thôi, nó rồi ngắn gọn thôi, nhưng mà cái đây tôi gieo có từ là Hàn Quốc giá bao nhiêu tiền thì tôi sẽ lấy nguyên cái này đem xuống đây luôn, thêm từ giá bao nhiêu tiền vô thôi. Giá bao nhiêu tiền đó, đó là xong. Tôi vừa xong cái bằng từ khóa chính, và nghĩa là từ khóa chính của tôi có trong tiêu đề và có trong mô tả ngắn khi search trên Google, là tôi thỏa một tiêu chí. Tiêu chí thứ hai, từ khóa liên quan. Tôi muốn từ khóa liên quan của tôi là gì? Từ khóa liên quan tôi là những từ khóa dài dài, ví dụ như là giấy dán tường, giấy dán tường Hàn Quốc, trang trí phòng ngủ nè, là một từ khóa là dài của tôi luôn đó. Ví dụ đây, giấy phòng ngủ đó, không là từ khóa phụ, và từ khóa nào nó có trong thì tôi phòng ngủ đây, tại vì đây thiếu phòng ngủ nè. Đó, ví dụ vậy thêm nữa thì mình thêm nữa. Sau khi mình làm xong mà thấy xe mình ổn rồi, được rồi, bấm xuống đây để mình coi coi. Mình coi các đường dẫn liên kết ra bên ngoài mình không có nè. Có những vấn đề nè, sự phân bổ từ khóa, đó, mấy cái này mình cậy mình cần cải thiện thì nó có hướng dẫn cho mình. Đường dẫn liên kết ra bên ngoài mình không có. Thí dụ như là giấy dán tường Hàn Quốc thì mình phải có liên kết cái này ra bên ngoài nè. Ví dụ như mình ra đây mình search một cái bài nào đó mà giấy dán tường Hàn Quốc. Mình search đi, rồi mình link nó ra ngoài từ Hàn Quốc. Wiki cái gì là trang Wikipedia này đó, coi coi đây, mình link qua, thường mình link qua là mình link qua những cái trang nào mà nó về bách khoa toàn thư á, đừng link vô cái trang đối thủ. Ví dụ mình đây mình link qua trang này, trang uy tín nè, mình sẽ link qua, nghĩa là nó muốn mình có những cái liên kết ra bên ngoài thì mình link qua, mình sẽ link qua cái trang Wikipedia đây, link vô đó, một cái link qua đó là link mình đó, đó là một cái đó, còn thêm hai ba cái đi đó, ví dụ như Hàn Quốc, từ Hàn Quốc này mình có thể link qua trang Wikipedia được luôn, nó mấy từ mà về đó. Đây, rồi mình liên quan những cái trang này không phải trang mua bán, giờ mình liên thoải mái đúng không? Đó, đây. Đó, ví dụ như vậy. Đó thì cái phần đánh giá về cái phần đường link. Link ra ngoài xong rồi còn 6 nãy 6, giờ còn 5 không? Đường dẫn liên kết nội bộ. Thì mình phải có nhiều bài viết nội bộ, nhưng mà link vô, ví dụ như là giấy dán tường trang trí là gì thì mình link qua cái bài của mình. Ví dụ mình có bài viết đó đây, mình không có, không phải link qua, link nội bộ nữa. Bài viết này link vô bài viết nội bộ của mình. Đó, rồi độ rộng của tiêu đề SEO vượt quá giới hạn, nhìn thấy để rút gọn tiêu đề SEO, độ rộng của tiêu đề SEO á, thì cái đó mình phải coi lại mình sửa thôi. Đó, ví dụ như vậy. Từ khóa phần giới giới thiệu và từ khóa đồng nghĩa nó không xuất hiện nè. Từ khóa phần giới thiệu và từ khóa đồng nghĩa không xuất hiện là nghĩa là đây nè. Từ khóa là phần giới thiệu à. Từ khóa đồng nghĩa nó không xuất hiện thì mình coi mình làm tiếp. Nói chung là rồi mình sẽ làm tiếp sao cho nó good, nó ổn là được rồi. Sau khi làm xong mình đăng nghe mục nào, mình đăng nghe mục là topic chia sẻ giấy dán tường, topic trang trí nhà đi đó,
Rồi sau đó cái đó bài đó mình sẽ bỏ anh đại diện vô. Rồi sau đó mình mới cập nhật. Sau cập nhật xong rồi thì mình thấy cái đường link mình có ngày tháng năm vô đây nè, mình muốn đường link mình nó đổi lại cái đường link khác đó, tốt hơn đó. Thì mình vô phần gọi là cài đặt nè, cài đặt nè, đường dẫn tỉnh nè, đường tỉnh xong rồi là tiêu đề bài viết nè, bấm ra chọn tiêu đề bài viết. Còn này rồi đất cari rồi đất gì đó mình sửa lại, đây là danh mục sản phẩm nè, đó, từ khóa sản phẩm nè, đó, cơ sở chuyên mục là danh mục tin tức nè, từ khóa nè, và đường dẫn tùy biến rồi đất là sản phẩm nè, đó, rồi rồi sau đó mình mới sau khi làm xong mình mới ra ngoài mình coi lại ha. Nếu mình đang ở một topic trang trí nhà đúng không, chiều đây mình sẽ coi lại cái bài của mình như thế nào nha. Đó, thì mình sẽ ra cái bài viết đây đây ha, đây viết vừa đang nằm trong một topic trang trí nhà. Tới chiều đây thì coi bài viết này giống như nãy giờ mình nãy mình review rồi. Đó, nội dung bài viết có mục lục và đầy đủ hết mọi thứ. Hình ảnh đây mình nên mình làm hình đây với hình trên này là nó bằng nhau, tại tôi copy qua tôi làm vậy thôi. Đó, rồi muốn cái bài này hiện ra ở mục nào ở trên trang chủ thì mình dùng cái UX builder dạng gọi dạng lock ra, mình gọi đúng cái danh mục là trang trí nhà này ra là nó ra. Ví dụ đây bài viết ở đây nó không ra đúng không? Đối với đây là khách hàng của Lala thì đây, tại vì bài viết ở mình không có viết bài cho một khách hàng thì nó không ra đây. Mình viết bài cho một topic thì ra một topic, viết bài một khách hàng thì sẽ chui ra chỗ một khách hàng này. Rồi một khách hàng mình phải gọi vô nha. Đó là cách mình đăng bài viết trên website WordPress và mình tạo cái mục lục cho bài viết và mình thêm từ khóa mô tả ngắn chia sẻ Google, phân tích cái bài viết mà chuẩn SEO hay không nha. Rồi về nhà mình coi cái bài này mình tập mình viết nha. Rồi kết thúc video đây thôi.